Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Nana TV. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha. Bây giờ là đi săn cá cũng không biết săn loài cá nào tiếp theo luôn mọi người. Mọi người cho Nana xin ý kiến đi nào. Hello Nana TV. Gì nữa đây chị Ru Ru? Tao vừa nghiên cứu thành công. Nghiên cứu cái gì? Loài cá sống thọ nhất trên thế giới. Cá mập Greenland có thể sống đến 400 tuổi, trở thành nhà vô địch sống lâu nhất trong giới động vật có xương sống. Ủa, đây là các nhà khoa học nghiên cứu mà. Thì ra đây là cái loài cá mập rời đi lên có thể sống thọ đến 400 tuổi luôn à. Đúng rồi đó em trai, tao đã nghiên cứu thì không thể sai. Thôi bất xạo đi chị Ruru ơi. Ok, thì ở cái clip trước á là Na đã săn 5 cái loài cá mà to nhất hành tinh trong vòng 24 tiếng đồng hồ rồi. Thì ở cái clip hôm nay á là Na sẽ dùng 24 tiếng đồng hồ để săn cái con cá mập Greenland nha mọi người. Tuy rằng á là mọi người thấy rằng nó rất là đơn giản, chỉ có một con thôi, nhưng mà muốn nó lên cũng rất là khó nha, vì có rất là nhiều loài cá nữa. Ví dụ như là cá nhà táng nè, cá mái chèo, mực nè. Mà ở cái clip hôm nay á là không có săn cá nhà táng, mà cá nhà táng á thì nó cũng xịn như cái con cá mập Greenland nữa. Nhưng mà mục đích chính ngày hôm nay đó chính là săn con cá mập Greenland thôi nha mọi người. Nếu mà săn thành công cái con cá nhà táng cũng không có vui đâu, mà phải lên cái con cá mập trời đi lên thì lúc đó mới vui nha, lúc đó mới coi như là thành công nha mọi người. Để cổ vũ cho cái thử thách hôm nay của Na, mọi người hãy cho Na xin một like với một lượt đăng ký kênh luôn với nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Và nếu mọi người muốn xem những cái video mới nhất của Na sớm nhất á thì mọi người có thể bật chuông luôn nha, để khi mà Na ra video á là mọi người sẽ nhận được cái thông báo đó, rồi mọi người vào xem sớm nhất luôn nha. Rồi ok, bây giờ là bắt đầu cái hành trình săn cái con cá mập Greenland nha mọi người. Thì bây giờ là khung giờ của cá mập Greenland thì Na sẽ vào hố xanh. Còn ngoài khung giờ của cá mập Greenland thì Na sẽ câu trước ở ngoài thuyền nha. Đây 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 đây, bóng năm rồi nè mọi người ơi. Đấy. Rồi nhấp thành công nè, có khi nào lên cá mập Greenland luôn không ta? Lên nào, ui kéo rất là căng luôn. Rồi đứt dây luôn, có khi nào vươn miệng không trời? Kéo rất là căng luôn mọi người, kéo rất là lâu luôn á. Mực đó mày ơi. Hoài luôn á chị Ruru, lần nào làm thử thách cũng bị chị ám hoài luôn á. Ok, qua một clip tiếp theo nữa nha mọi người. Bây giờ là còn sớm nên Na sẽ câu trước ngoài thuyền nha, vì cái con cá mập Greenland nó chỉ xuất hiện có 3 phút thôi mọi người. Đó là nó xuất hiện từ phút 04 đến phút 06 thôi. Nên á là giờ này mà Na có vô sớm á là cũng không câu được con cá mập Greenland. Đây bóng 5 rồi nè mọi người. Ồ, nó đi sớm á thì bây giờ á là câu trước ngoài thuyền, biết đâu có cái nhân phẩm á lên được cá nhà táo hoặc là cá nhép voi ở ngoài đây á thì coi như là mình có thêm một lượng cá xịn rồi. Với lại ở cái clip hôm nay á mọi người là Na sẽ đi test mấy cái con thuyền luôn, xem cái con thuyền nào mà nó lên nhiều bóng năm luôn nha. Nói chung á là săn cái con cá mập Greenland thôi mà, có một con à, nó không đủ thời lượng để làm video á mọi người. Nên Na sẽ đi test thêm mấy cái con thuyền, coi con thuyền nào nhiều bóng năm luôn nha. Rồi ok, bây giờ là nó nhấp thành công rồi nè. Lên táo hoặc là nhắm voi đi nào. Đây rồi, đứt luôn, trời ơi sao mà đứt nhiều vậy. Trời ơi không ngờ á, giống như là hôm trước á mọi người là săn được hai cái con táo liên tục á, là giống như là nó hết nhân phẩm rồi mọi người ơi, bây giờ là nó đứt liên tục luôn. Bây giờ là đến giờ của hố xanh rồi nè, Na sẽ đi vào đây để săn con cá mập Greenland nha. Mấy cái con cá xịn đó mọi người, nhiều khi mà mình câu chơi á thì nó rất là dễ lên luôn, còn nhiều khi mà mình mục đích của mình á mà mình muốn đi săn nó thì rất là khó luôn á mọi người. Đây nè, bóng năm đã xuất hiện rồi nè mọi người ơi. Đây, mong rằng lần này là cá mập Greenland nha. Thôi tập trung câu nha mọi người. Rồi, nhấp thành công nè, lên nào cá mập Greenland nè. Cá mập Greenland, rồi Greenland, trời ơi, mực khổng lồ. Ui, cái loài cá yêu thích của chị Ruru đây rồi. Bớt xạo đi mày ơi. Ok, cái điểm tiếp theo nữa là Na sẽ quay lại cái con thuyền nâu. Đây là những cái con thuyền á mà Na cảm thấy rằng á là nó nhiều bóng năm nhất nha mọi người. Nên hôm nay á là Na sẽ test thử nhiều cái con thuyền luôn. Có con thuyền nào mà nó lên bóng năm ổn á thì mọi người đến đó mọi người săn luôn nha. Nói chung á là một công hai việc của mọi người, hôm nay là săn con cá mập Greenland với lại là test thuyền luôn. Test có con thuyền nào nhiều bóng năm luôn để cho mọi người xem cái con thuyền nào nhiều bóng năm rồi mọi người đi săn luôn cho nó dễ luôn nha. Đây bóng năm đã xuất hiện nữa rồi nè mọi người ơi. Cái con thuyền này nè mọi người, đứng ngay cái góc này á nó rất là dễ lên bóng năm luôn. Na thấy cái điều đó luôn nha. Hầu như á là trước giờ Na đều câu đứng cái góc này á là nó hay lên bóng năm lắm. Rồi nhấp thành công nè. Nhắm voi em ơi, lên nào nhắm voi em ơi, lên nhắm voi đi. Rồi, ủ đứt nữa hả? Ủ là trời, đứt 3 bóng năm liên tục luôn mọi người ơi. Không tin được luôn á, không tin được cái chiếc con câu phép thuật hôm nay đứt láng hết luôn trời. Trời, bỏ tay luôn á, không ngờ. Ủa bóng năm nữa mọi người ơi. Trời, đêm này 2 bóng năm luôn nè mọi người thấy không?
đấy. Cái con thuyền chỗ này là mọi người, hồi xưa na câu á là một toàn là một beam 245 không à, đứng ngay cái góc này nè, rồi nhấp thành công nè, lên nào, nhám voi em ơi, nhám voi nè, đây là một con nhám voi rồi, nhám búa hả, nhỏ quá mày ơi. Một độ bền đó mọi người thấy ghê không, một độ bền là kéo lên toàn cá xịn không, thấy không, kéo lên cái con nhám búa luôn đó, một lừa cá là cực kỳ xịn luôn nha mọi người. Ok á, là cái đêm tiếp theo á là Na vặn câu ở đây luôn nha mọi người, vì cái đêm vừa rồi á là ga hố xanh nó không có bóng, nên là cái đêm tiếp theo Na vẫn test tiếp ở cái con thuyền nâu này luôn nha. Lại là bóng năm nữa nè mọi người thấy không, bóng năm rất là nhiều luôn nha. Rồi đây là bóng năm thứ ba ở con thuyền nâu nha. Rồi lên nào, nhám voi em ơi, nhám voi nè, đây là nhám voi, ủi nhám búa nữa. Số nhọ không từ bỏ. Đêm tiếp theo ở con thuyền nâu nữa nha mọi người. Nói chung á là câu ngoài thuyền thì có bóng năm, mà vô hố xanh nó lại không có bóng năm mọi người ơi. Đây bóng năm nữa rồi nè, đây là bóng năm thứ tư nha. Rồi nè, nhấp thành công nữa nè, một nhấp nha, lên nào, nhám voi có nào, nhám voi, trời ơi mũi cưa nữa, u là trời, hết nhám búa tới mũi cưa. Chị ám ghê quá chị Rùa ơi. Tao không ám ai bao giờ, chỉ là số mày mịt quá thôi. Rồi ok, như vậy là Na đã test xong cái con thuyền nâu đó mọi người, là câu 3 đêm nó lên được 4 cái 44 và nó lên được 4 cái loài cá mà cực kỳ quý hiếm và là cực kỳ xịn luôn. Là mọi người thấy rồi đó, là hai nhám búa, một mũi cưa, một đứt. Bình thường cái con thuyền nâu đó là Na câu lên toàn nhám voi không luôn, nhưng mà từ ngày mà quen biết chị Ruro á là thấy lên toàn nịch không đó mọi người. Đây bóng năm nè mọi người ơi. Mày bớt đồ thừa đi mày ơi. Rồi nhấp thành công nè, đây là một lờ cá mập rình lên, một lờ cá 400 năm tuổi nè, đây rồi luôn, mực khổng lồ 450 tuổi. Rồi ok, bây giờ là nó test lại cái con thuyền xanh nha mọi người, hồi nãy là test cái con thuyền xanh rồi, test mới có một đêm thôi, mà đi qua cái con thuyền nâu lên toàn cá xịn không, nên là bây giờ là Na đã sợ cái con thuyền nâu đó rồi. Bây giờ là Na sẽ quay lại test tiếp cái con thuyền xanh nha. Cái con thuyền nâu á thì nó lên bóng là cũng ổn đấy, là mọi người thấy rồi đó. Nếu mà mọi người thích săn búa cưa thì mọi người có thể đến cái con thuyền nâu đây để săn búa cưa luôn nha. Bóng năm đây rồi mọi người, đây là cái góc câu nhám voi vương miện á, mà Na câu được hai cái con nhám voi vương miện ở cái góc câu này. Hôm nay là Na sẽ câu lại thử coi nó có lên nhám voi vương miện hay không nha. Chứ thật sự á là chọn mấy cái góc câu kia hồi nãy giờ á là mọi người thấy rồi đó, nó lên cá mà ám ảnh quá mọi người ơi. Là một loài cá mà yêu quý, mà loài cá được nhiều người yêu thích. Rồi nhấp thành công nè. Nè, lên nhắm voi vương miện nè. Đây là nhắm voi vương miện nè mọi người ơi. Lên nào, rồi đứt nữa. U là trời, hôm nay là ngày đứt mọi người ơi. Đứt 4 cái bóng 5 luôn rồi đó. Trời ơi, kinh khủng thiệt luôn á. Chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào như trường hợp này luôn mọi người. Qua một cái đêm tiếp theo nữa nha. Cái đêm vừa rồi á là vào hố xanh, cũng tương tự như ở thuyền nâu, không ra được bóng 5 mọi người. Đây, bóng 5 lại tiếp tục xuất hiện ở thuyền. Đây, cứ xuất hiện ở thuyền không à, mà trong hố xanh là không xuất hiện. Lên nào cá ơi, lên nào, nhám voi vương miện kéo rất là căng rồi luôn, mũi cưa, trời ơi. Sao mà cứ lên lò cá yêu thích của chị Ruro không vậy? Tao mèo thích nhé. Rồi ok, bây giờ là Na sẽ đổi cái góc câu qua bên đây nha, mà sao cái con thuyền xanh này sao mà nó giống cái con thuyền nâu quá mọi người. Trời ơi, nó đứt với lại là nó lên toàn cá xịn không à, rất là ghê gớm luôn á. U là trời, không lẽ là đây là cái nhân phẩm mọi người, có thể đây là cái nhân phẩm của Na thôi nha. Còn bóng 5 á là nó xuất hiện vẫn ổn đó mọi người. Đây bóng 5 nữa rồi nè mọi người ơi. Đố chị Rudo, em sắp kéo lên một lời cá nào. Tao đoán cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ à, ok. Miễn là không lên nhắm búa với lại là mũi cưa là ok rồi. Mà chị Rudo á là chắc chắn là có thể là đoán chính xác nha mọi người, vì chị ấy là Rudo mà biết tất cả luôn. Rồi bây giờ là nó nhấp thành công rồi nè. Lên nào, đây là một lời cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ em ơi, lên nào. Rồi, đó là cá voi sát thủ luôn nha mọi người. Chị Rudo hoàn toàn chính xác nha. Tao mà mày. Rồi ok, như vậy là test cái con thuyền nâu lên được 445, test cái con thuyền xanh cũng lên được 445 luôn. Còn mấy cái con thuyền kia nữa mà cái thời lượng chắc là không đủ đâu, nên là Na sẽ không có test tiếp đâu nha mọi người. Ok, bây giờ là Na sẽ quay lại cái chủ đề chính hôm nay, đó chính là săn cái con cá mập trời đi lên. Nói chung á là đây bóng 5 nè mọi người. Nói chung là cái đêm nào á là Na cũng chạy ra ngoài đây Na săn hết trơn á, nhưng mà nó không có bóng 5. Nếu mà nó không có bóng 5 á thì Na không có đưa vào cái clip. Mong rằng lần này là lên cái con cá mập rời đi lên thôi nào. Con cá 400 năm tuổi ơi, lên nào. Đây nè, nó đây nè mọi người ơi. Lên nào em ơi, rồi mực khổng lồ nữa. Trời, số hôm nay số gì đâu á mọi người. Gì đâu mà lên toàn là nhám búa, mũi cưa, rồi đứt dây, với lại là mực không luôn. Không lên một cái loài cá xịn nào luôn á mọi người.
Chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào như cái trường hợp ngày hôm nay luôn đấy. Đây đây đây, bóng năm nữa rồi nè mọi người. Trời ơi, không lẽ mà không lên được có con cá mập Greenland luôn sao trời. Gì đâu mà mực không vậy. Ủa, cái hố xanh bây giờ mà nó mực nhiều như vậy luôn đó hả mọi người. Rất là nhiều bạn bình luận nói mà em câu 10 bóng năm lên được 9 con mực, một bóng năm là đứt. Rồi, cơ bây giờ là Na sẽ cố gắng kéo nè, rồi nhấp thành công nè. Lên nào, Greenland em ơi, 400 năm tuổi đâu, đây rồi, nó đây rồi. Rồi mọi người ơi, ok như vậy là cái thử thách hôm nay đã thành công rồi nha mọi người. Trời ơi, thật sự là mà săn cái con cá mập Greenland này là phải gồng mình để mà săn luôn đó mọi người. Thôi, video mình xin dừng ở đây nha, hẹn gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo. Đừng quên đăng like và đăng ký kênh cho Na với nhé.